Hello, xin chào tất cả anh em, tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoan 801. Và hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật nhà tiên tri trong một bộ trang phục mới. Nó vừa update ngày hôm qua các bạn ơi. Kẻ độc hành, hút thuốc cực ngầu bá cháy luôn. Điểm đặc biệt của nhân vật này ngoài hút thuốc ra, đó chính là chúng ta có thể thấy được mái tóc của nhân vật này. Wow, tóc rất là style và mình cũng đang cắt theo kiểu này các bạn. Rẽ ngôi một mái. Chứ bây giờ ai mà cắt hai mái nữa, mình thấy nó khá là ngố ấy. Bản thân mình cũng không hợp cái đầu tóc như vậy. Vừa rồi cũng đi uốn tóc và ăn quá trời nhiều lời phê bình của phụ huynh. Bảo mặt mày mập thế, mày không có hợp cái tóc này đâu. Trời ơi, ngồi cả 2-3 tiếng đồng hồ mới được mái tóc xoăn tít thò lò như là cọng mì tôm, nhưng cuối cùng là bị chê. Phải chi bây giờ ước gì mình cũng được nhuộm tóc màu nâu nâu như anh này thì chắc cũng khá là đẹp. Còn về cái việc hút thuốc thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên đi hút nha. Nó vừa tốn tiền mà còn lại hại sức khỏe nữa. Trong khi gia đình bạn thì thấy bạn hút chắc cũng vả vỡ mồm. Nó rất là độc hại luôn, và nếu như các bạn hút thì nó sẽ không có làm cho các bạn bỏ được đâu. Cảm giác rất là thèm thuồng và lúc nào cái mồm bạn cũng phải có tí thuốc ấy. Cơ bản là hút thuốc xong thì nó rất là nhiều cái bệnh liên quan đến cơ thể, đặc biệt là răng của bạn nó sẽ bị ố này, mất thẩm mỹ, môi thâm chẳng hạn, hoặc là hơi thở cũng thối này. Cho nên là mình không khuyến khích các bạn sử dụng thuốc. Mình cũng đâu có hút đâu, rượu chè cũng không, chai ngon của thế giới luôn, thế mà vẫn ế. Cơ bản là chẳng để ý, cứ chơi bời cho nó sướng đấy. Bây giờ đấy vợ sớm đâm nó khổ ấy. Cuộc đời mình 40 lấy vẫn kịp các bạn ạ. Nếu như mà muộn, nhưng mà muộn giống như y như là mấy ông ngôi sao thần tượng này kia thì họ còn chưa thấy muộn, mắc gì là người mình, đúng không? Nhưng mà vào game đâu có thấy ông hút thuốc đâu, bịt cái mắt vào. Đúng lạ lùng luôn. Đây, nhà ông này sửa máy cũng khá là ổn, và cai đồng đội, bảo vệ đồng đội khá là ngon nhờ con chim các bạn. Hình như là kẻ đó vàng bị thịt kìa. Team này 4 Việt Nam luôn, khá là ngon. Ui, nổ máy mất. Chơi Joseph mà không bật máy ảnh là mình bó tay rồi, không hiểu bạn này luôn. Đồng đội kiểu gì tí nổ máy bùm bùm cho các bạn xem. Ok, mình sẽ tới cứu bạn ngay đây, yên tâm. Cái trang phục này bán trong shop, các bạn có thể mua nha. Trời ơi, hôm nay mình cầm nick của anh Hiếu, thấy anh up story ấy, thế là anh ơi cho em mượn nick nhé. Không phải ngại ngùng gì cả. Rồi, cho kẻ đầu vàng con chim. Ok, mình sẽ vào đây để cứu song song cái thế giới ảnh này luôn. Để khi hết thế giới ảnh ấy, thì bạn ấy sẽ không bị gục. Còn nếu như các bạn cứu ở bên ngoài thôi mà thế giới ảnh các bạn không cứu, là lát nữa hết máy thì anh ấy sẽ gục nha các bạn ơi. Cho nên là khi bật máy ảnh phải cứu đồng thời hai thế giới nhá. Đó là một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta chơi với nhân vật Joseph. Thấy chưa, anh lại rất là tỉnh, anh lại vào trong cái cho cái ảnh của kẻ đào vàng lên ghế rồi. Để xem mình có chui vào mình cứu được nữa không. Đâu rồi, đâu đây 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 đây. Ui thôi té. Sắp hết thế giới ảnh rồi, nhoi là chết chắc luôn. Mình sẽ bị mất nửa máu, biết ngay mà. Nhớ phải xoay cam vào Hunter nha. Ngon, đập rán. Xoay cam Hunter các bạn mới tích được chim. Còn không thì các bạn sẽ không tích được đâu. Ui dồi, tốc biến kìa. Ui dồi ôi, may quá. Đây, căng kèo vãi. Nó đi nhanh vậy. Ui, trời ơi, chuyển đổi địa điểm cai thôi, chỗ này hết ván rồi. Ông này cũng không biết dùng thẻ bài quay ngược lại thời gian, chắc là cho mình gõ mất. Trời
Ui. Đập bán đi, không đập luôn. Lười thế. Ô, không dí mình nữa. Dỗi rồi. Kẻ đào vàng lại bị thịt rồi. Đen của năm. Cố lên, cố cai đi. Đồng đội mình vẫn còn nhánh 6 giờ nhưng rất là yên tâm. Ngày hôm qua trời đang có hiện tượng nhật thực, các bạn có ra xem không? 12 giờ trưa mình cứ thấy trời tối sầm vào, nó không có nắng đậm như là bình thường nữa. Nó cứ kiểu pha pha một chút đen đen, tối sầm tối xì vào, xong rồi nắng nó cũng không mạnh như bình thường nữa. Nhưng mà ra thì nheo hết con mắt vào, lâu lâu thì thấy được cái viền mặt trời nó lõm vào một chút thôi. Nó không được nhiều giống y như là những cái ảnh ở trên Facebook mà mình được xem. Đến tầm khoảng 2-3 giờ là nó sáng trở lại bình thường. Bảo sao tối hôm kia đăng bài linh tinh, thấy ông mấy ông hẹn ngày mai xem nhật thực linh tinh. Ôi trời đất ơi. Mình cũng hóng hóng buổi trưa hôm nay ra xem thì cũng... Ừ đúng thật, có nhật thực thật. Lâu lâu Việt Nam có những cái hot hot thì tranh thủ ra hóng. Tầm 2 năm trước có cái siêu mặt trăng nữa các bạn ơi. Nhà nhà đổ ra 12 giờ đêm ra xem cơ. Mình thấy nó bé y như là cái quả trứng gà, chẳng to hơn là mấy. Cứ đi remake. Được không, cứu đi. Ok, được rồi. Rồi, nổ máy, ok. Hình như là thợ máy đến cổng rồi. Chắc chắn là chị ấy sẽ mở cổng thôi. Team này Việt Nam mà, cho nên là chơi rất hiểu ý nhau. Nhiều ông chơi Trung Quốc sợ kinh. Ai, kẻ đào vàng biết cứu được không? Đâu rồi không biết. Đào vàng binh lên để mình tới, mình hút cú rồi mình cho chim. Đây rồi, thấy rồi. Mình sẽ tới hít cú để mà hỗ trợ kẻ đào vàng. Cố gắng làm những pha highlight, cứu đồng đội còn thoát được nữa chứ. Trời. Sắp được rồi, cố lên. Sắp được chim rồi, cố lên. Rồi, có chim rồi. Rồi, sai đi. Rồi, chạy vào cổng đi, đúng rồi, chạy đi. Ngon, tuyệt vời luôn. Trời ơi, má ơi. Ôi ôi. Thắng rồi, tuyệt vời. Hay lắm. Mình đã quay trở lại rồi đây. Map deck gì nhỉ, quên tên rồi. Thị trấn say ngủ, giờ mới nhớ. Úi giời, vừa vào đã thấy anh Jack có vẻ như là đang sắp ra đây hỏi thăm sức khỏe mình rồi. Chạy thôi. Đối với Jack thì cũng là một hunter rất là đáng sợ trong rank các bạn. Sử dụng rất là nhiều những cái pha gọi là chém gió cực kỳ kinh khủng luôn. Hunter qua đây nhanh lắm, biết ngay mà. Ui dồi ôi, né không kịp. Nhớ xoay cam vào hunter và các bạn có thể được hit được cú nha. Đúng rồi. Có một điều lưu ý đó chính là khi mà các bạn hit cú, các bạn không nên sử dụng emote bởi vì nó sẽ tạm ngưng cái thời gian các bạn hit cú ấy, cho nên là không được sử dụng emote nhé. Đứng hit thôi. Uầy, ăn ván, đúng rồi. Tuyệt vời. Rồi chạy đây, không dám ở lại đâu. Cố lên. Ơ, cái gì vậy? Sợ. Thôi, gì đây? Đập ván đi. Thôi, nó có chém gió kìa. Chém đi. Đúng rồi. Ui, tốc biến. Ma vãi cái cứt. Sợ kinh khủng luôn. Anh làm cho em thật là hoang mang style. Sợ quá. Mình sợ rách với lại sợ gây xa kinh khủng luôn á. Nó đi nhanh ấy. Gây xa mà không biết bấm cái mặt nó bay tới giống y như là
cọp lấy thịt bò. Ôi trời ơi, nó vẫn dí mình không thương tiếc. Đồng đội ca sửa máy kinh khủng quá. Ôi trời ơi, mới mua skin thôi mà bị hành hạ kinh khủng. Tàng hình khó chịu thật. Đánh đi. Lười kìa, chán. Tàng nhiên lười kinh khủng. Ui trời ơi, nó cứ khoảng một tí nó lại tàng hình, bực bội. Thôi hết chim rồi. Ui, đi đi đi. Ui trời ơi, may quá nó chấm hụt. Cái tay nó lại có gió hay sao ấy. Ui thôi thì tiêu rồi. Cứ mãi xoay cam nhìn nó xong rồi quên nhìn đằng trước, cho nên là vào vào tường không có đi được. Đau đầu quá đi, nhức nách quá đi. Ok, mình sẽ không di chuyển đâu, bạn yên tâm. Bạn cứ tới cứu đi, mình ngoan lắm. Ngồi im. Oách. Thôi xong, nữ chủ tế rồi, bị ăn phụt rồi. Chạy thôi. Thằng quỷ rách nó đi qua gió nhanh lắm, cho nên là mình không có đi đi vào cơn gió đâu. Cơn gió đâu, cơn gió hãm hãm nhất của năm luôn. Tranh thủ hít cú. Chỗ nó tàng hình. Ui trời ơi. Ô, nó rớt xuống kìa. Burglar. Vãi thanh niên. Đánh xong, ui dồi, đánh xong giật lùi cái nó rớt xuống luôn, trời ơi. Sợ quá. Giờ có, ui trời ơi, chém hay vậy. Giờ có cú thì ngon rồi. Nó bế mình xuống kìa, trời ơi. Hình như cái trang phục này cũng là trang phục tím của Jack hay sao ha. Nhìn nó cũng hơi ngầu ngầu. Ai cứu mình không? Còn một máy thôi. Cứu không? Cứu không? Cứu đi. Trời, lực lượng cứu mình đông đảo giống y như là cô gái mở đường ra đi cứu nước. Ok. Thank you, thank you, thank you. Có hộp nhạc luôn. Gọi là lực lượng hỗ trợ đông đảo. Rất là cảm ơn. Úi xồ, nó chém mình. Ôi, rim máy rồi, tuyệt vời. Mình vẫn còn thời gian câu kéo để cho đồng đội có thể mở cổng các bạn ơi. Mở cổng đã. Nó không dí mình, cứ tưởng nó dí mình cơ. Cố lên, cố lên. Bạn kia đâu rồi? Thôi, Hương Sư gục rồi. Chết dở rồi. Hình như đi qua đây sao ấy. Chạy trước đã. Bọn này nó nguy hiểm lắm. Biết ngay nó dí mình mà, trời ơi. Mình đoán như thần luôn. Úi dồi ôi, nó đi, nó biết mình quá. Hãm vãi cứt. Trời đất ơi. Đừng có thấy. Úi dồi, nó đi đường này à. Má hãm vậy. Né né gió, đúng rồi. Úi dồi, nó tốc biến. Thôi tiêu rồi, không chạy được rồi. Thằng này nhiều pha tốc biến là mình giật cả mình luôn á. Thôi, trận này chắc là mình chết rồi. Hy vọng đồng đội có thể thoát được. Chết rồi. Nhìn đồng đội thoát không biết có được không đây. Ôi trời ơi. Lò. Dancer mở cổng sẵn rồi này. Thoát đi. Cố lên, cố lên. Hương Sư tới rồi. Nữ chủ tế đây. Nữ chủ tế tới trước à. Hương Sư tới luôn. Ừ, tuyệt vời. Yeah, trận đấu này thắng rồi các bạn ơi. Vui quá, vui quá. Mình chết cũng thấy mãn nguyện nữa cơ. Và nếu các bạn thích clip này thì đừng quên cho mình một sub, một like video và comment phía bên dưới nhá. Nhớ chia sẻ luôn. Haha, bye bye.